tất cả các bạn, chúng ta hãy cùng quay trở lại với hình ảnh trực tiếp từ sân bóng Công viên Hoàng Thành phố Thanh Hóa để cùng dõi theo những vòng quay tiếp theo tại TH Lake. Và trước mắt chúng ta sẽ là cuộc đọ sức giữa FC 247 và FC Kingdom. Một lần nữa thì đặc sản quen thuộc của 247 lại được nhìn thấy tại sân bóng Công viên Hoàng Thành, đó là pháo sáng. 247 sẽ giành quyền ra bóng trước và sự phần chân sân bên trái quý vị các bạn rất cẳng. Tình huống tấn công dành cho 247. Trọng Hưng dứt điểm không chính xác. Quang Chiến không phải, cơ hội không được. Đoàn Tuấn Anh khá cẳng. Cú sút rất cẳng. Vẫn là Đoàn Tuấn Anh. Huy Ngọc Lạc và bóng chắc tay của Ba Dương. Xuân Anh rất cẳng. Quốc Đạt cài người rất hay. Đường chuyền cơ hội không được. Quá đáng tiếc dành cho 247. Đội bóng xanh đang có được 2 chiến thắng liên tiếp trước FC Mạnh Linh và 1-3-2 đầu thứ tư khá nguy hiểm. Bật cao khá nguy hiểm. Những bắt bóng không dính của Tùng Kế. Quang Huy, Quang Chiến cú sút khá nguy hiểm. Tuấn Lỗi, Quang Tú đường chuyền hay không vào. Bóng trúng cột dọc vẫn còn, vẫn không được. Chúng ta cùng xem lại tình huống quan sát và chuyền bóng bằng chân trái. Đây cảm giác của Quang Tú dành cho Tuấn Lỗi. FC Kingdom còn thiếu một chút may mắn nữa để có được bàn thắng. Đoàn Tuấn Anh khá nguy hiểm, rất đáng tiếc dành cho 247. Đoàn Tuấn Anh rất khéo léo, dứt điểm rất nguy hiểm. Chúng ta cùng quay trở lại với những diễn biến trong hiệp 2. Cuộc đọ sức giữa FC Kingdom và FC 247 thì số hiện tại đang là không đều. Chúng ta cùng xem lại pha dứt điểm từ xa rất tốt của Xuân Anh. Không được. Tình huống đá phạt biên dành cho Kingdom khá nguy hiểm. Thái Lem, Tuấn Minh quá nhẹ. Khá nguy hiểm. Rất hay, Thái Lem. Bàn thắng mở tỷ số đã đến. 1-0 dành cho FC Kingdom. Người vừa ghi bàn là Quang Long. Vừa vào sân và Quang Long đã có được bàn thắng mở tỷ số. Bàn thắng rất quan trọng dành cho đội bóng áo vàng. Trước đó chúng ta phải kể tới pha đưa bóng vào tuyệt vời của Thái Lem. Quang Long đã có mặt chính xác và đệm bóng vào lưới trống. Và xử lý cá nhân tốt của Thái Lem. Một bàn thắng mà hàng phòng ngự bên phía 247 đã đứng chững cả lại. Thái Lem chân trái khá cẳng. Tuấn Lỗi dứt điểm. Không có bàn thắng thứ hai dành cho Kingdom. Cơ hội cho Thái Lem không thể dứt điểm. Quang Huy hơi cao. Một cái tên mới được bổ sung cho giai đoạn 2. Quang Long cú sút rất đáng tiếc. Và dứt điểm tiếp theo là của Xuân Anh. Ngày hôm nay Xuân Anh đã có 2 pha dứt điểm từ xa rất chất lượng. Nếu trận đấu được giữ nguyên với tỷ số như thế này thì pha dứt điểm của Tuấn Minh. Đây là cơ hội dành cho Thái Lem. Chân trái không thể dứt điểm. Cú sút Xuân Anh rất cẳng nhưng không vào. Và đúng lúc này thì trận đấu đã chính thức khép lại. Chiến thắng 1-0 thuộc về phía FC Kingdom.
Xin chúc mừng FC Kingdom với 3 điểm có được. Trận đấu cũng đầy cố gắng của 247. Xin cảm ơn sự đồng hành của tất cả quý bạn cùng chúng tôi trong buổi trường hôm nay. Và xin hẹn lại sau một tuần nữa.